luyện viên Park Hang-seo mang đến những thành công lịch sử cho bóng đá Việt Nam và phát triển bóng đá Việt Nam của chúng ta lên đến đỉnh cao. Và nói đến cái sự hiểu biết của huấn luyện viên Park Hang-seo ở Việt Nam của chúng ta thì có lẽ không ai qua được anh Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ trước đây của ông Park Hang-seo. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời các bạn chúng ta cùng đến thăm không gian sống của anh Lê Huy Khoa cũng như là nghe những cái câu chuyện lần đầu tiên được kể. Tôi theo nghề dịch bắt đầu từ dịch năm 1996 thì năm nay là năm thứ 22 rồi. Thì tôi đã từng dịch cho rất là nhiều các cái lãnh đạo của nhà nước mình rồi của các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Nhưng khi tôi thấy bóng đá thì đúng là một cái trải nghiệm khác mà gần như là trước đó tôi chưa được bao giờ làm. Đúng là bóng đá sức mạnh nó khủng khiếp. Cái quá trình dịch nó giúp tôi học được rất là nhiều điều. Dịch trong bóng đá cũng giúp tôi học được rất là nhiều điều. Đây chúng ta đang bước vào cái không gian trong cái trường Hàn ngữ Việt Hàn Canada. Đây là của anh Lê Huy Khoa. Chào anh. Chào anh. Rất vui được gặp anh. Anh khỏe không? Khỏe. Ta đang có mặt ở trong cái không gian rất là gọi là hơi khiêm tốn một chút về không gian, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là một cái nơi mà gắn bó với anh rất là nhiều, đúng không ạ? Tại sao anh lại chuyển về đây để ở luôn ạ? Con tôi nó học ở trung tâm thành phố, mà ngày nhà tôi thì ngày xưa ở Tân Bình. Thế bây giờ nó đi học xa quá nên là nó mới chuyển về đây luôn vợ. Phải ưu tiên việc học cho cháu. Và chúng ta thấy là cũng giống như rất là nhiều những cái căn nhà của các thành viên của đội tuyển, thì chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều những cái kỷ vật. Tôi cũng muốn dành cái vị trí trang trọng nhất cho cái những cái kỷ vật này. Đây là cái bức ảnh mà cô Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội tặng. Đây là cái huy chương mà Trung ương Đoàn Thanh niên phường, và cái bên kia chính là cái bằng khen của Thủ tướng. Hai cái trên kia thì là cái huy chương bạc U23 và cái giải Fair Play. Vâng, thì chỉ với lại đây là cái kỷ niệm, đây là quả bóng kỷ niệm của chữ ký của cầu thủ. Tóm lại là tôi đi bóng đá một năm thì được từng này đấy. Nhưng mà cái này nó rất quý lắm, tôi luôn luôn trân trọng nó, trân trọng nhất. Và bây giờ thỉnh thoảng khi mà ngồi làm việc này, anh nhìn thấy những cái kỷ vật này thì cả một cái bầu trời kỷ niệm nó cũng ùa về không ạ? Cái cảm xúc nhiều khi nó đưa lại, nó khiến cho mình lại tìm về cái cảm xúc ngày xưa. Có khi ví dụ như cái này nó hơn một năm rồi, nhưng mà nhìn lại hoặc là đọc lại những cái dòng chữ này, tự nhiên mình lại thấy đúng là nó xao xuyến lắm. Chắc chắn là trước khi mà nhận cái lời mời để làm trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Park, anh cũng phải tính toán rất nhiều chứ, bởi vì công việc của anh rất là bộn bề. Lúc đấy thì cái cơ hội đến với anh như thế nào và anh suy nghĩ ra sao để cuối cùng mình quyết định là sẽ đi theo đội tuyển? Tôi là cái người mà khi mà mỗi lần mà đi dịch với người Hàn Quốc, hoặc là khi mà sang Hàn Quốc, hoặc là viết sách, dịch một cuốn sách ở Hàn Quốc, thì tôi luôn tự hỏi là tại sao lại Hàn Quốc người ta phát triển như thế, mà dân tộc mình thì cũng đâu có thua họ về mặt trí tuệ, đâu có thua họ về mặt nhiệt huyết, mình tài nguyên có khi còn hơn họ nữa, mà tại sao lại cứ thua kém vậy? Mà cũng rất là lạ là anh thấy là doanh nghiệp Hàn Quốc sang đây đầu tư cũng làm ăn rất là tốt cơ, nhưng mà doanh nghiệp mình ở đây ấy, làm ăn cũng không được tốt nữa. Thì tôi rất là tò mò, tôi luôn luôn đi tìm, tôi viết để mới sao là tại sao người ta thành công như vậy. Thế thì đối với trường hợp của ông Bắc thì tôi cũng rất là tò mò là tại sao ông ấy sang Việt Nam để làm huấn luyện viên ấy. Tôi thì rất yêu bóng đá nội, thì tôi nghĩ đây cũng phải là một cơ hội rất là tốt để tôi có thể đóng góp được phần nào cái khả năng tiếng Hàn của mình vào cái phát triển của bóng đá. Đơn ngày đầu thì mình chỉ đơn thuần mình chờ đợi là mình giúp được một phần nào đó thôi, chứ không nghĩ là đến ngày hôm nay thì cái bóng đá Việt Nam mới nhờ ông Park mà nó phát triển lớn như vậy. Cái nhân duyên thì nó cũng đơn giản, tôi nghe cái tin là sẽ chọn huấn luyện viên bóng đá Hàn Quốc thì tôi nộp đơn ra liên đoàn thôi, tôi bay ra phỏng vấn. Cái công việc của anh ấy, nó rất là bận, và thứ hai nữa là cái sức hút về mặt tài chính chắc chắn là sẽ rất là thấp. Và lúc đấy thì nguyên nhân nào mà anh lại quyết định cống hiến cho bóng đá? Khi mà tôi nhận lời làm cho liên đoàn ấy, thì tôi có nói rằng tôi có nói với lại các bạn bè của tôi là tôi sẽ làm như thế. Thì lập tức một bạn của tôi rất là thân của tôi nói là mày có thể có thêm một chút danh tiếng hoặc là người biết đến, nhưng mày sẽ bị thiệt hại. Tôi hỏi nó thiệt hại gì, thì bảo rằng là thứ nhất là cái trường của mày thì nó lớn, cho nên là mày đi là người ta không đến, người ta sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, mày không giám sát được. Nhưng cái thứ hai nữa là quan trọng nhất là anh biết là đối với chúng tôi cái nghề dịch nó có cái mối. Anh chỉ ngưng đi một lần thôi, hoặc là anh chỉ ngưng đi một tháng thôi chẳng hạn, thì lần sau người ta không gọi anh nữa. Và đến kể bây giờ là tôi vẫn bị ảnh hưởng vào cái điều đó.
Thế thu nhập thì có lẽ rằng là do thì bản thân tôi không chịu cái gánh nhập gánh 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 nặng về 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 thu nhập lắm, cho nên là tôi nghĩ là tôi đi được cũng chẳng là vấn đề gì. Tôi thì rất là quyết tâm làm, nhưng mà ra đến đó thì tôi mới biết là cái điều kiện nó không phù hợp với lại cái tiêu chí tuyển chọn, là họ muốn chọn một huấn luyện viên mà một cái người mà phải gắn bó từ sáng đến chiều cơ, luôn luôn ở bên cạnh ông ấy để có gì mà truyền đạt được hết. Thế tôi thì ban đầu tôi không phải là ứng được cử viên được lựa chọn đâu. Nhưng mà không hiểu tại sao thì sau này thì tự nhiên là liên đoàn mới nói rằng là thôi bây giờ chưa chọn được người thì anh Khoa giúp. Thì tôi giúp. Thế thì cuối cùng là anh biết là tôi giúp thì là cứ hết đợt này để đến đợt khác, đến đợt này đến đợt khác vậy. Chứ bản thân tôi không phải là cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất ở cái thời điểm đó. Nhưng mà có lẽ rằng là kể cả liên đoàn và cả ông bác cũng thích tôi. Bởi vì thứ nhất là tôi rất là yêu bóng đá. Tôi yêu bóng đá một nội lắm. Rồi cái thứ hai nữa là tôi trong công việc khi mình đã yêu thích thì mình làm rất là nhiệt huyết. Đặc biệt là trong bóng đá nó có những cái đặc thù, ví dụ như là mình phải truyền thông điệp rất là nhanh. Làm sao để mình truyền được cái nhiệt huyết, truyền được cái động lực từ huấn luyện viên đến cầu thủ. Và đặc biệt là về ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ của bóng đá nó khác với ngôn ngữ của các cái ngành nghề khác. Lúc đấy thì anh trong một khoảng thời gian rất ngắn làm sao anh có thể hoàn thiện nó rất là nhanh như vậy. Công việc ở đội tuyển quốc gia thì thực ra là vất vả nhỉ. Mặc dù tôi yêu bóng đá và trước đó tôi cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về bóng đá, nhưng mà đến đó thì mới biết là cái từ vựng bóng đá nó khác, nó là cái từ vựng sinh hoạt của mình. Cái nghề dịch của chúng tôi là chỉ dịch tốt với những lĩnh vực nào chúng tôi đã dịch thôi. Thì khi đó tôi mới phát hiện là nó thiếu nhiều thứ thật. Thế tôi phải lên mạng, tôi phải tìm lốt hết tất cả những cái tài liệu liên quan đến bóng đá. Trong cái từ ngữ liên quan bóng đá đó thì từ ngữ tiếng Anh rất là nhiều. Thì cũng may thì mình cũng biết chút chút, rồi cũng hỏi học hỏi thêm. Còn trên sân thì thực ra là mình hoạt động theo gọi là những cái gì mình đã được luyện tập ở trên sân thôi. Ví dụ ở trên sân thì ông Bắc ông ấy chỉ đạo như vậy thì ông đứng ngoài biên ông chỉ đạo như vậy, mình cứ học theo nó thành một cái thói quen. Luôn luôn ở bên cạnh ông, khi nào ông hét lên cái thì ông hét cái thì mình biết rằng là đang nói cầu thủ nào và đang nói cái nội dung gì. Đại khái là anh hình dung là mình ở trong vòng cái đội tuyển một tháng như thế, rồi cách giao tiếp cũng là mình hiểu rất là nhanh. Tôi nhớ là cái tháng đầu tiên tôi chẳng hiểu gì cả. Nhiều khi ông nói nghĩa là giao tiếp bình thường thì được, nhưng mà đi sâu mặt chiến thuật là tôi không hiểu, bởi vì là cái chiến thuật bóng đá nó khác. Có khi nào anh dịch sai một cái câu nào đấy hoặc là một cái ý đồ nào đấy của thầy Park không, mà về sau mà thầy phải trao đổi lại với anh? Tôi nghĩ rằng là sai thì chưa thấy ai phản ánh, nhưng mà tôi bị một lần là sai, tôi biết chắc chắn đó là sai, là bởi vì Xuân Trường nhắc trường hợp đó không, nếu mà đá là 4-3 thì cầu thủ hậu vệ cánh không phải đứng ở đó, chú xác nhận lại coi. Thế tôi phải hỏi lại, tôi xác nhận lại thì ông bảo đúng, hậu vệ cánh trong trường hợp đá 3-4-3 thì hậu cánh phải đứng ở vị trí này. Rất hay, vì Lương Xuân Trường cũng là một người học đúng. Tiếng Hàn đúng không ạ? Vâng. Tiếng Hàn của Lương Xuân Trường thì không thể tốt bằng anh được, nhưng mà tiếng Hàn về bóng đá của Lương Xuân Trường thì chắc chắn là có thực tế hơn. Lương Xuân Trường ở đội tuyển thì là cầu thủ ít nói. Trường cũng sống thì rất là gương mẫu, nhưng mà Trường thì có cái đặc điểm rất là hay, đó là đối với lại không biết là người khác như thế nào, nhưng mà đối với những cái trường hợp dịch của tôi chẳng hạn, khái niệm mình hiểu về khái niệm bóng đá nó không đủ đâu, thì nhiều khi Trường nhắc hộ cho. Trường bảo chú ơi, cái trường hợp này là thế này, cả một năm như thế Trường nhắc tôi đâu 3-4 lần cái trường hợp như thế là như thế này. Hoặc là như khi tôi dịch chẳng hạn thì tôi hồi xưa tôi cứ dịch là bóng bật ra thôi, Trường bảo không, chú đừng có dịch là bóng bật ra mà chú phải dịch là bóng hai. Đúng rồi, tình huống 2. Đúng, tình huống 2. Đấy là một cái chi tiết rất là hay. Thưa quý vị và các bạn, là nói đến anh Lê Huy Khoa thì chắc chắn là mọi người sẽ nhìn thấy cái nhiệt huyết. Bởi vì anh Lê Huy Khoa là trợ lý ngôn ngữ có lẽ là duy nhất mà tôi nhìn thấy là luôn luôn đứng ở bên cạnh huấn luyện viên và làm cái động tác tương tự để cho các cầu thủ hiểu về cái động lực, về cái khát khao truyền tải, không chỉ là về mặt ngôn ngữ, không chỉ về mặt nội dung mà còn truyền tải cả tinh thần. Anh đánh giá như nào về cái sức mạnh tinh thần mà anh muốn truyền tải đến cho các cầu thủ, nó quan trọng như thế nào với một huấn luyện viên ngôn ngữ? Nó quan trọng lắm anh, trong bóng đá, trong thể thao tinh thần cực kỳ quan trọng. Có những trận đấu mà chúng ta biết rằng là khi đá xong thu hiệp 1 vào nơi là cầu thủ, mình thấy họ rũ rượi hẳn ấy, họ xuống tinh thần một cách rõ rệt. Thì ở thời điểm đó thì quan trọng nhất chính là huấn luyện viên. Anh ta, người huấn luyện viên phải làm là truyền đạt thế nào để phải xây dựng một cái tinh thần như thế nào để cầu thủ họ bùng nổ ở hiệp 2, bởi vì chúng ta chỉ có khoảng 80-10 phút để trao đổi thôi. 80 mà phút thì anh biết là vào đến phòng thì cầu thủ họ cũng phải thở một chút, họ nghỉ một chút, họ lau mồ hôi, họ thay quần áo nữa, cho nên huấn luyện viên chỉ còn 4 phút thôi. Thế nhưng mà 4 phút thì đến 5 phút đó là làm thế nào để sốc lại được cái tinh thần. Tôi nhớ có những lần anh đi anh hét luôn ở trong cái phòng họp đó, các anh phải là như thế này. Chúng ta thì việc gì phải sợ, thì mình nhiều khi mình cũng phải hét theo. Bởi vì sao? Bởi vì có 4 phút, nếu không khắc phục được cái vấn đề đó, không đúc thúc được cái tinh thần lên thì chắc chắn là rất là khó.
Xưa này tôi đi dịch thì toàn dịch máy lạnh thôi, toàn dịch những câu rất là bóng bẩy thôi. Nhưng mà dịch trên sân thì đúng là nhiều khi phải hò hét, phải gào lên, phải làm ra một cái thái độ phải hết sức là đúng như cái người cần phải truyền đạt. Kể cả bản thân ban huấn luyện, các cầu thủ dự bị và cả chúng ta thì cũng khi đó mới cảm thấy được là à, mình làm thế mới, nó thực sự nó mới đã, nó mới sướng, cầu thủ họ mới hiểu hết. Rất nhiều những cầu thủ thì có tâm sự với chúng tôi là khi mà nghe anh Khoa dịch ý, thì có cảm giác anh Khoa chính là huấn luyện viên. Tức là những cái nội dung là của thầy Park, nhưng mà cái cảm xúc, cái động lực, cái tinh thần là được anh Khoa lấy toàn bộ của thầy Park để chuyển cho cầu thủ. Ví dụ như là nếu như thầy Park nói là tại sao chúng ta phải cúi đầu, thì một số các trợ lý ngôn ngữ khác sẽ dịch là làm sao chúng ta phải cúi đầu. Như anh Khoa thì khác, anh Khoa sẽ hét bằng đúng cái tông giọng của thầy Park và các cầu thủ có thể cảm nhận được một cách rõ hơn. Một điều quan trọng nữa và cũng khó khăn nữa là cái ngôn ngữ trong bóng đá nó rất nhanh và nó rất ngắn. Anh không có thời gian để anh xử lý bất cứ một cái tư duy gì cả. Lúc đấy hoàn toàn là mình phải làm bằng phản xạ. Cái công việc dịch trong bóng đá nó khó khăn như thế nào trong cái sự so sánh với những cái mảng công việc khác mà anh đã từng làm? Bây giờ anh hình dung ở cái sân, mà cái sân như sân Mỹ Đình chẳng hạn, anh không thể hét để cầu thủ nghe được. Anh chỉ đứng 20 mét là anh hét cũng không được rồi. Chưa kể là một số các cái sân ấy thì cái ghế của ban huấn luyện và cái mép sân á là nó rất là xa. Chỉ có những sân bóng đá chuyên dụng thì nó mới gần thôi. Mà chúng tôi đâu có phải chỉ được đứng một người ngoài sân thôi, chỉ có ông Park được đứng thôi. Khi nào dịch ấy, thì tôi mới được chạy ra. Còn về nguyên tắc bất cứ lúc nào chỉ được một người thôi. Thế thì những cái trường hợp như vậy tôi thấy ông Park ông khoắt tay cái là tôi biết là phải ra ngay. Để ông, ví dụ cầu thủ họ đã bắt đầu tấn công ở cái góc kia chẳng hạn á, thì ông Park ông khoắt tay cái là tôi biết à mình phải chạy ra để chỉ đạo cho cái tình huống tiếp theo. Thế thì cầu thủ họ không nhìn huấn luyện viên trong trường hợp đó đâu. Họ chỉ nghe là à bên ngoài đang chỉ thị như thế nào thôi. Hoặc là nếu trong trường hợp mà có thoáng cái thì họ nhìn liếc cái, họ biết là à mình làm cái gì. Ví dụ như là trong trường hợp bắt người hoặc bắt chân trái chẳng hạn, hoặc là bây giờ họ đột phá xuống cánh chẳng hạn, thì lấy cái tay kéo cái đường biên như thế này này để họ xuống là bịt ngay cái đường biên. Đừng, họ là cầu thủ chân trái, họ không chạy vào bên trong được đâu, thì vậy anh phải bịt ở cái đường biên để họ sẽ xuống biên. Thì những cái trường hợp như vậy thì nếu mà hét là không kịp, hét là không đủ anh ạ, hét là họ không nghe được hết. Bịt biên chẳng hạn thì nhiều khi nó không nghe được, không kịp, cho nên là nhiều khi mình phải dùng cái hành động. Cái hành động thì có cái tính chất là nó cái hiểu, cái diễn tả nó nhanh hơn. Thứ hai nữa, các cầu thủ họ quen hơn, họ nhìn cái động tác của huấn luyện viên đó là họ biết. Nhiều khi ông Park ông làm động tác xong ông ngưng đi chẳng hạn, thì cầu thủ vừa nghe cái xong thì họ quay ra nhìn, thì khi đó họ mới thấy được là à đây là chỉ thị đúng. Trong bóng đá thì người ta luôn luôn xây dựng một cái hệ thống các cái mật mã, những cái mật hiệu. Thì thầy Park với anh với các cầu thủ có xây dựng một cái mật mã như thế không ạ? Giữa chúng tôi với ban huấn luyện thì không có. Giữa chúng tôi ban huấn luyện không có, bởi vì các cái động tác trong bóng đá nếu mà bây giờ học thêm cái mật hiệu thì tốn thời gian lắm. Nhưng mà chúng tôi trên sân tập thì chúng tôi thống nhất là cái trường hợp như thế, kèm thì như thế nào, bịt cái chân thì như thế nào, rút về thì như thế nào, bắt thì như thế nào. Đại khái là mình luôn luôn vừa nói nhưng mình cũng dùng các cái động tác cho nên các cầu thủ người ta hiểu. Chỉ có cái điều đó là ông Park ông luôn nhấn mạnh là nếu như khi mà các bạn ở trên sân, đặc biệt đối với những trường hợp đá phạt góc chẳng hạn á, anh nhớ đá phạt góc thì cầu thủ họ giơ hai tay ấy. Vâng. Thì giơ hai tay đó là các cái tín hiệu tôi sẽ đá cọc nào. Vâng. Thế thì giơ hai tay thì có đội hiểu rằng là giơ hai tay sẽ là đá cọc một, có đội người ta thỏa thuận là giơ hai tay sẽ đá cọc hai, thì đó là các cái bí mật của các cầu thủ mà trước khi vào trận thì chúng tôi phải dặn, hoặc là họ sẽ hiểu với nhau. Cái cách làm việc của tôi đó là bất cứ khi nào có ông Park nói thì tôi sẽ là ở bên cạnh, tôi hiểu xác định là như vậy. Hay anh hình dung được như hiểu tôi là cái bóng bên cạnh ông ấy. Và tôi thường dùng cấu trúc trực tiếp chứ không dùng cấu trúc gián tiếp. Nghĩa là ông ấy nói như thế nào, chủ ngữ là ông ấy thì tôi sẽ dịch là chủ ngữ là ông ấy. Tôi thấy là nhiều khi là tôi cứ bám sát của ông quá, nhiều khi ông cũng thấy là chắc mày mất vả quá, thôi nghỉ đi một chút chẳng hạn. Thì tôi xác định công việc là như vậy. Nghĩa là đã là trong bóng đá thì nó nhanh quá, cho nên là tôi cứ tìm cách nào đó là bất cứ khi nào mà ông ấy trong công việc ấy, thì là ông ấy, tôi sẽ là ở bên cạnh ông. Chỉ cái trường hợp tiếp theo là ví dụ như chia đội, hai đội ra để một bên thì tập tấn công bên phòng thủ chẳng hạn, thì khi đó ông bảo Khoa bây giờ mày sang kia mày giúp anh Ly đi, còn ở đây tao có thể tự làm được rồi thì tôi mới đi, còn không thì mình cứ luôn luôn ở như hình thái bóng vậy. Thời gian đầu là thời gian rất là khó khăn bởi vì tất cả mọi thứ nó đều chưa vào guồng. Bản thân anh cũng chưa hiểu thầy Park hay là thầy Ly, bản thân các cầu thủ cũng chưa hiểu huấn luyện viên và huấn luyện viên cũng không hiểu cầu thủ. Lúc đấy thì cái sợi dây ngôn ngữ cực kỳ quan trọng. Nếu trên sân thi đấu á, thì thi đấu thì nó cũng dễ hơn. Thực ra mệt nhất là khi tập. Khi tập thì chúng ta biết rằng là chúng ta đá đến đội hình của ông Park ưa thích đó là 3-5-2, nhưng thực ra là 5 hậu vệ. Thì chúng ta biết là đá 5 hậu vệ thì 2 hậu vệ cánh là rất là linh động, đặc biệt là hậu. Cậu hậu là cái cậu mà hậu rất còn trẻ. Cho nên là nhiều khi chơi bóng, nhiều khi là phải dặn rất là nhiều. Tôi nhớ là cái lần đầu tiên mà tập cái đội hình 5 hậu vệ, đứng 5 hậu vệ dàn ngang, đứng hình cánh cung như anh này. Thế thì khi đó là phải nghiêng. Nghĩa là trong trường hợp nếu bóng ở đây thì cái đội hình hết phải nghiêng như thế này. Thì tôi nhớ là hậu á,
nó nghiêng theo. Mà anh Ly anh quát Thường Hậu mà tôi vẫn không hiểu tại sao là anh quát, bởi vì Thường Hậu nó đã thực hiện đúng như thế rồi. Thế thì cuối cùng mới hiểu ra là cái gì. Anh Lính bảo Hậu là mày phải giơ tay lên. Thì tôi cũng không hiểu là giơ tay để làm cái gì. Thì tôi cũng dịch mà Hậu nó cũng vẫn không hiểu là giơ tay để làm cái gì. Sau đó thì tôi mới hiểu rằng là à, tôi giơ tay nghĩa là tôi ra hiệu cho các cầu thủ khác rằng là tôi chuẩn bị làm cái gì. Ví dụ như là khi ông dặn là bây giờ di chuyển là phải nhìn cầu thủ bên cạnh để xem á là cầu thủ bên cạnh có di chuyển hay không, thì bằng cách là giơ tay lên. Thế thì khi mà Trọng hoặc là Mạnh nó đứng bên cạnh nhá, thì Trọng với Mạnh nó giơ tay lên chẳng hạn, thì ông hỏi Hậu bây giờ Mạnh có thấy Mạnh nó giơ tay không? Hậu trả lời là không. Thế là ông biết rồi nhá, mày di chuyển rõ ràng là di chuyển mà mày không nhìn đồng đội nhá. Đấy, những tình huống như thế bắt đầu bỡ ngỡ lắm, bắt đầu nó vui lắm, mà bản thân tôi nhiều khi không hiểu. Chắc chắn là trợ lý ngôn ngữ không chỉ là một cái công việc duy nhất là dịch, mà theo như tôi biết là anh Lê Vy Khoa cũng còn rất là nhiều những cái mảng công việc nữa ở trong đội tuyển. Ví dụ như là nhiều thời điểm mình có thể trở thành một bác sĩ tâm lý cho các cầu thủ. À, cái đó thì nó là thế này anh ạ. Nói gì thì nói thì tôi vẫn là cái người trải nghiệm nhiều hơn so với các em. Chúng ta biết là cầu thủ chúng ta như Hậu nhiều khi nó mới có 19 tuổi, nó trẻ lắm. Cái suy nghĩ nó cũng thú vị lắm. Tôi ở đội tuyển ngày sau này thì có anh Đức ấy. Anh Đức mới nói tôi là anh ấy là giờ em phong anh ấy là khổng tử của đội. À, bởi vì Đức bảo anh cái gì anh cũng biết cả và cái gì anh cũng có thể tư vấn cho tụi em được. Tôi nhớ là có đợt thế này. Khi mà chúng ta thi đấu ở Thường Châu ở Trung Quốc thì Trường mới về. Mà khi đó Trường về thì thực sự là cái ánh mắt đối với nhìn mọi người đối với Trường thì nó cũng không thiện cảm lắm đâu. Thế thì tôi nhớ có lần tôi đi tắm và tôi nói với Trường thế này này. Con có thể ở Hàn Quốc con không thể không được thi đấu, nhưng mà những gì con học được ở Hàn Quốc nó sẽ là cái tài sản theo con suốt cuộc đời. Cuộc đời con đá bóng con chỉ đá bóng 10 năm thôi, nhưng con làm quản lý, con huấn luyện viên có thể con làm đến 30 năm. Và con phải hiểu cái điều đó nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Trường thừa nhận. Ngoài ra nữa thì mình là cái người mà hiểu người Hàn Quốc, cho nên mình phải tư vấn cho các bạn ấy. Mình là cái cầu nối ở giữa. Sau này tôi hiểu ông Bắc hơn, ông Lý hơn ấy, thì tôi cũng có tư vấn thêm cho các bạn ấy, là trong trường hợp em gặp vấn đề thì em phải giải quyết như thế nào. Ví dụ có nhiều cầu thủ mà họ cảm thấy rằng là không được tin tưởng hoặc là không được thi đấu, nhiều khi họ cũng bức xúc lắm, thì mình cũng phải tìm cách nào là động viên cho họ. Vì ở giữa là mình thì không phải là người bóng đá, cho nên cái câu chuyện của bên ngoài của mình vào đối với bóng đá nó cũng là một thứ vị đối với các bạn ấy. Vâng, đấy, chúng ta nghe thấy rồi nhá. Đây chính là cái giá trị gia tăng của anh Lê Huy Khoa dành cho các đội tuyển quốc gia, không chỉ là một người thông ngôn, làm công tác là truyền tải những cái thông tin đến cho các cầu thủ, mà ở đấy anh còn đóng vai như là một người tư vấn, là một người anh lớn. Và thậm chí là theo như thông tin chúng tôi còn được biết là nhiều khi anh Khoa còn hỗ trợ thêm các cầu thủ. Có một cái câu hỏi mà hiện nay thì người hâm mộ cả nước đang đặt ra cho anh Lê Huy Khoa. Có rất là nhiều những cái tin đồn, là nhiều người nói rằng là ông Park là người mà không tin những trợ lý người Việt. Và thứ hai nữa là có nhiều người cho rằng là anh Lê Huy Khoa đã xuất bản những cuốn sách mà trong đấy là đề cập đến quá nhiều những cái câu chuyện tuyệt mật của thầy Park. Và điều này khiến cho mối quan hệ của anh với thầy Park đổ vỡ. Tuyệt đối không, không bao giờ có chuyện đó. Đến ngày hôm nay tôi vẫn liên lạc với ông Park thường xuyên. Vâng, tôi liên lạc thường xuyên, ông Park thường xuyên. Và đến khi đội tuyển đi thi đấu AFF Cup, ông Bắc vẫn gọi điện và liên lạc cho tôi và nói là tao nhớ, rất là nhớ mày. Trong cái chữ nhớ đó tôi hiểu là ông muốn nói cái điều gì. Còn cái việc mà tôi xuất bản sách hay tất cả mọi thứ thì tôi đều đã xin phép hết. Tôi đã gửi email xin phép các cái cầu thủ, liên đoàn và kể cả ông Bắc. Tôi xin phép rất là rõ ràng và họ đồng ý. Họ chưa bao giờ nói với tôi về cái việc là có vấn đề gì cả. Quan hệ với tôi ông Bắc nó rất là tốt, không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng không ngờ là cái việc mà tôi viết sách thì nó chỉ mang, tôi chỉ với cái mong muốn là mình ghi chép lại những cái gì để cho người ta hiểu hơn rõ về đội bóng thôi. Chứ thực ra trong sách đó nó cũng chẳng có gì bí mật, nội dung đã được kiểm duyệt hết rồi. Nhưng mà người ta nói quá như thế rồi cuối cùng bây giờ nhiều khi gia đình tôi cũng buồn lòng. Nói là ôi trời, tôi viết cái quyển sách như thế để làm cái gì. Thực ra tôi cũng chẳng phải viết để kiếm tiền. Được, mình viết được quyển đó được 15, 20 triệu thì chứ bao nhiêu, tặng bạn bè cũng không đủ. Thì cái mang lại cho tôi nữa là cái phiền toái nó cũng có. Và tôi rút ra kinh nghiệm rồi, nếu như không chịu được áp lực mà không đủ sự dũng cảm thì đừng tham gia vào thể thao, đặc biệt là bóng đá, bởi vì nó phiền toái rất là nhiều. Một kết luận rất quan trọng. Nếu mà có thì nó chỉ có cái chuyện rằng là thực ra cái tốc độ làm việc của cái ban huấn luyện người Hàn Quốc nhiều khi nó cũng nhiều lắm. Anh thấy là ông Park này, anh Lee, anh Bae nhiều, nhiều khi thực sự là mình cũng không kham nổi hết được đâu.
một mình tôi. Hình như là anh Hải là người đầu, là lần đầu tiên phát hiện ra là cái khối lượng làm việc của tôi phải. Chứ ba người làm việc nhiều khi là áp lực lắm anh. Áp lực lắm. Thực ra thì nếu mà các bạn đi xem một buổi tập của đội tuyển thì các bạn thấy ngay là anh Lê Khoa chạy cũng không kém gì các cầu thủ đâu. Ví dụ như là thầy Park đứng ở bên này, thầy Lee đứng ở bên kia. Mà thầy Lee sẽ là người mà làm toàn bộ liên quan đến cái buổi tập. Nhưng mà thầy Park lại có những cái góp ý, những cái quyết định mang tính bước ngoặt. Cho nên là có thể là anh phải chạy di chuyển liên tục. Nhiều khi đang làm việc với thầy Lee nhưng mà phải nhìn xem cái ám hiệu từ thầy Park như thế nào. Và từ những cái quan sát như thế thì tôi biết, và thêm những cái câu chuyện từ chính các cầu thủ thì tôi biết là anh Lê Khoa rất là bận bịu. Và một câu hỏi nữa tôi rất là muốn hỏi anh Khoa ở đây là bóng đá đã cho anh những gì, và trong một năm làm việc với bóng đá thì cái tư duy của anh thay đổi ra sao? Ở một năm ở với đội tuyển, ở một năm ở với ông Park thì tôi hiểu hơn rất là nhiều. Ngày xưa tôi nhìn các cầu thủ như Xuân Trường hay Công Phượng hay tất cả những Quang Hải, thực ra từ xưa tôi mê họ lắm. Như tôi cũng mê Trường lắm, tôi mê Quang Hải và Hậu lắm. Ngày xưa tôi đứng ngoài tôi nhìn họ, tôi mê lắm. Mình ước ao một ngày nào đó được chạm họ vào họ thôi. Được ôm một cái rất là sướng. Thì đúng là buổi sáng mai mà cứ mỗi lần tập trung như ăn cơm sáng là tôi được đến thấy họ ôm nhau, ôm một cái là mình cảm thấy sướng trong người rồi. Được chạm vào thần tượng nó sướng lắm. Cái trải nghiệm thứ ba đó là xưa nay mình hiểu về bóng đá nó như vậy. Mình thấy người ta phê phán người này người kia, người ta phê phán liên đoàn, phê phán người này người kia, mình vào bên trong đó mình mới hiểu không phải như vậy. Tôi thấy là đọc báo nhiều khi thấy phê phán liên đoàn ghê quá, tôi vào nơi tôi bảo chắc liên đoàn cũng chẳng hỗ trợ mình gì đâu. Không phải vậy, mình hiểu đúng được cái sự thật về bóng đá. Chúng ta thấy là, hoặc là một cái ví dụ nữa là người ta cứ yêu cầu là bóng đá phải có kết quả tốt hơn thế này thế kia, nhưng mà có một người nước ngoài nói với tôi là này Khoa, mày nói với lại mọi người là vừa thôi. Trình kết quả của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện nay á, như vậy là so với mức sống, so với trình độ, so với lại mặt bằng chung của xã hội là cao hơn rất là nhiều rồi đấy. Thành tựu xây dựng kinh tế, thành tựu chính trị, thành tựu ngoại giao, thành tựu thể thao thì riêng bóng đá là đã đạt hơn rất là nhiều, đạt được rất là nhiều rồi đấy. Đó là những cái mà tôi đạt được. Còn sau khi đi về thì thực ra nó hơi vất vả chỗ là mình phải hòa nhập lại. Anh biết là vào trong sinh hoạt đó rồi thì như cái máy vậy đó, sáng mai 7 giờ dậy tập, không tập thì họp. Rồi chiều đi tập, chắc chắn là chiều tập. Xong tối thì lại họp tiếp. Xong là khoảng 9 giờ bắt đầu, 10 giờ bắt đầu nghỉ. Nghĩa là một cái máy anh hình dung là khoảng 2-3 tháng trời mà tập trung như cái máy như thế. Thì cuối cùng khi mình quay trở lại là mình không biết phải làm gì, nhiều ngơ ngơ ngáo ngáo. Thì cái thời gian đó là cái thời gian mà mình phải có cái thời gian thích ứng. Quý vị và các bạn, là chắc chắn là cống hiến của anh Lê Huy Khoa còn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ ra bên không gian bên này để chúng ta thấy là cái cống hiến của anh Khoa nó còn lớn hơn những cái gì mà chúng ta vừa mới tâm sự. Bây giờ chúng ta sẽ ra một trong những cái không gian và nó có rất là nhiều những cái thông điệp cực kỳ quan trọng.